với mong muốn lan tỏa yêu thương trong ngày Tết Trung Thu, Linh Kiện Sau tổ chức chương trình Tết Trung Thu Tết của yêu thương với 30 phần quà vô cùng hấp dẫn và thể thức chơi vô cùng đơn giản như sau. Bước 1, thêm khung hình cho avatar bằng cách tìm kiếm với từ khóa Linh Kiện Store. Bước 2, chia sẻ câu chuyện ý nghĩa về Trung Thu, kèm theo đó là hashtag Linh Kiện Store và hashtag trao chọn yêu thương. Bước 3, các bạn hãy lưu lại và comment đã tham gia vào bài đăng tại fanpage Linh Kiện Store. Linh Kiện Store kính chúc quý khách hàng có một ngày lễ Trung Thu vô cùng vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và người thân.